Tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em thực hiện một món ăn cuối tuần, đó là dê hấp tía tô. Thịt dê thì rất là bổ dưỡng và nó giúp có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng và nó giúp cho mình bổ khí huyết và làm tăng cái sức khỏe rất là nhiều. Thịt dê mình cũng không nên ăn thường xuyên, nhưng mà một tuần mình có thể ăn từ 1 đến 2 lần, hoặc là mình có thể chế biến những cái món ăn cho cả gia đình cùng có thể thưởng thức. Lá tía tô thì cũng một trong những cái loại lá gia vị, vừa là gia vị mà vừa là cây thuốc rất là tốt cho sức khỏe. Các anh chị có thể là mình kết hợp giữa cái thịt dê và lá tía tô. Đây là một cái món ăn quen thuộc và rất được yêu thích. Ở đây em đã chuẩn bị đó là 500g thịt dê. Có một cái khâu quan trọng mà em quên không quay để chia sẻ đến các anh chị, thì giờ em sẽ nói rất là chi tiết để các anh chị và các bạn có thể mình làm cái món này thành công nhất nhé. Đối với thịt dê thì mình sẽ mua về, mình rửa sạch. Mình đầu tiên thì mình sẽ rửa sạch và mình sẽ thái miếng vừa ăn. Sau đó các anh chị thái xong rồi, rửa sạch, thái xong rồi thì mình sẽ cho vào đây khoảng một củ gừng đập dập vào khoảng nửa cái chén rượu trắng. Cái mục đích của cái rượu trắng và gừng là để khử cái mùi tanh của thịt dê, nên là mình phải khử sạch cái mùi tanh trước khi mà mình chế biến nhé. Đây là em đã khử sạch mùi tanh và em đã thái cái miếng vừa ăn như thế này rồi. Đối với cái món dê hấp tía tô thì không thể thiếu được đó là sả và gừng, ớt thì tùy khẩu vị. Tía tô thì em sử dụng em thích ăn nhiều lá tía tô nên là em sử dụng một nắm lớn, cái này chắc cũng phải khoảng 300g, và một bát chao để lát mình chấm, mình để qua một bên đây đấy nhé. Bây giờ thì đầu tiên đó là em sẽ ướp cái phần thịt dê trước. Mình cho cái phần thịt dê vào cái thau này. Sả và gừng thì gừng em đã thái lát, thái sợi như thế này. Mình sẽ cho một nửa vào đây. Sả cũng một nửa. Một nửa thì lát nữa mình sẽ cho lên trên khi mình hấp nhé. Em cho vào đây khoảng một muỗng cà phê hạt nêm, một chút xíu tiêu và khoảng một muỗng cái dầu hào. Ướp thịt dê này thì khá là đơn giản thôi. Chủ yếu là mình làm sạch cái mùi của nó và đầy đủ gia vị để dê nó vẫn giữ lại được cái độ ngọt của thịt tươi và nó kết hợp với cái gia vị. Nếu các anh chị ăn cay thì mình có thể cho ớt vào, khi này mình cắt ra vài lát nhé. Nhà có bé nên là em không có ướp cay, ướp một chút xíu tiêu vậy thôi, các bé vẫn ăn được. Ớt thì lát em bỏ lên trên thôi. Đây mình ướp khoảng 15 phút. Đây, cái lá tía tô thì mình sẽ chia làm hai phần. Phần thì mình sẽ hấp cùng với thịt dê, một phần thì lúc ăn kèm. Em thích ăn để cái lá sống để ăn kèm á. Mình sẽ cắt ra. Cái lá tía tô này thì mình ngắt cái ngọn này nó là cũng non rồi nhé, nên là mình sẽ cắt ra như thế này. Cắt lớn nha các anh chị, cắt khoảng 3-4cm. Còn không thì mình ngắt từng lá là cũng được. Sẽ rắc cái phần mà xả lên trên. Rồi.
Vậy là mình đã xong cái đĩa như thế này rồi. Mình sẽ mang đi hấp thôi. Cái này là khá là hoàn thiện rồi nha các anh chị. Mình mang mình cái này, khi nào mình ăn thì mình hấp. Vậy là em đã cho vào cái sừng hấp rồi này anh chị. Mình cho lên mình hấp thôi. Cái món này thì mình nên ăn nóng, nên là các anh chị khi nào mình ăn thì mình cho mình hấp nhé.